Mình tu á, có nghĩa là mình ước muốn được chuyển hóa. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống biết chuyển hóa, thế thôi. Tại vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không chuyển hóa những cái xấu, cái dở của mình thì không bao giờ mình trở nên tốt được. Cũng giống như quý vị trồng một cái cây, khi lá nó héo thì mình phải tỉa, khi nhánh nó chĩa không có đúng thì mình phải tỉa, khi nó èo uột thì mình phải thêm đất, khi nó héo thì mình phải tưới nước. Mình trồng cây là mình phải chăm sóc. Cũng như thế, mỗi con người chúng ta phải cần được chăm sóc, tưới tẩm thì chúng ta mới có thể phát triển tốt được. Mà đa phần chúng ta chỉ chăm sóc tưới tẩm cho cái thân, mà chúng ta quên chăm sóc tưới tẩm cho cái tâm. Mà chính vì vậy mà thân thì khỏe lắm, mập mạp lắm, trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng mà tâm hồn thì đau khổ rối bời. Vì chúng ta chỉ chăm sóc cái thân mà quên chăm sóc cái tâm. Mà khổ là khổ tâm lớn nhất và nhiều nhất. Khổ tâm khổ hơn khổ thân. Người ta nhéo mình chút, đau 10 phút là hết. Người ta mắng mình câu chẳng đụng gì tới mình mà nghe xong khổ một năm, có khi khổ một đời. Thế thì chúng ta nghe pháp để làm gì? Để chúng ta lấy cái thanh mà đẩy cái trượt. Cái thanh nghĩa là cái trong sáng, cái trượt nghĩa là cái dơ. Mà cái cuộc đời này vốn nó đã trượt, trượt là dơ. Đời sống con người dẫy đầy những cái dơ, cái trượt. Nó trượt bởi cái gì? Nó trượt bởi cái thấy, cái nghe, cái nghĩ của chúng ta. Có nhiều khi mình chưa biết ất giác gì hết, chỉ thấy vậy thôi là mình liền sanh tâm nghi ngờ. Từ cái nghi ngờ mình nói bậy, nói sai cho người khác. Và nhiều khi cái nghi ngờ mà chúng ta chưa biết gì hết mà đã xác định rồi, tôi thấy là đúng. Yên tâm đi, nó không lọt được mắt tôi đâu. Thật sự ra mình chưa biết mình là ai nữa thì làm sao biết mình biết người khác. Có bao giờ mình hỏi mình là ai không? Tôi là gì không? Không có. Nhưng mà mình đa số mình rất hay nói tôi biết nó. Trời ơi, tôi biết mặt mũi, tôi biết ngọn ngành, tôi biết cả dòng tộc của một người nào đó. Nhưng mà mình không biết mình. Người thương của mình sát bên, họ buồn, họ vui, mình còn chưa biết mà. Nhiều khi vợ chồng sống với nhau chứ vợ buồn chồng chả bao giờ biết. Chồng khổ mà vợ chẳng bao giờ hay. Mà nhiều khi mình vô tình mình làm những cái điều, mình nói những cái lời mà cái người thân của mình buồn khổ, mình chưa bao giờ quan tâm. Thế thì cái mục đích của chúng ta tu là để gì? Để chuyển hóa cái dở ra cái giỏi, cái tốt. Chuyển hóa từ cái trượt ra cái thanh. Mà muốn lấy cái thanh để mà đẩy cái trượt thì phải có công thức, phải có phương pháp. Và sau khi mà chúng ta làm rồi, chúng ta phải phòng hộ. Phong vào ví dụ, một cái ngọn đèn mình để khơi khơi, cái gió thổi nó tắt. Bây giờ mình muốn bảo hộ cái ngọn đèn không tắt thì chúng ta phải có cái ống khói. Chúng ta nấu ăn á, mà lửa gió nó thổi quá, nó táp lửa, thức ăn không có chín. Cho nên chúng ta mới lấy đồ che lửa lại để cho lửa nó đừng có bị lan, và nó gom lửa lại, nó làm cho thức ăn chín. Có phải không? Nấu bánh tét mà không có cái đồ che lửa, nó gió nó cứ tạt tạt mà thấy lửa phùng phùng ra vậy mà lát bánh tét không có được. Thì cái lấy cái đồ che là gì? Là phòng hộ, protect. Mình sống với nhau là mình phải bảo hộ cho nhau, và mình giúp cho nhau chuyển hóa. Đó là mục đích chúng ta sống với nhau. Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ ở cái mặt tình cảm nam nữ,
Mà sau đó rồi chúng ta phải phòng hộ, phải bảo hộ cho nhau và giúp cho nhau chuyển hóa, thì tình thương mới lâu dài, cuộc sống mới bền bỉ. Mình thấy cái gì lành thiện mình phải nâng đỡ. Sướng thai được làm thiện nên tiếp tục mà làm. Làm thiện vui hai đời, đời này và đời sau. Không có cái niềm vui nào cho bằng một cái niềm vui làm thiện. Giúp được một người thấy người ta bớt khổ vui lắm. Nói một cái câu nói mà người ta hết buồn vui lắm. Ngày hôm qua khuya rồi, có một vị gọi lên chùa nửa đêm, khóc trên phone rồi nói chuyện đau khổ. Quý thầy ngồi nghe, nghe xong rồi an ủi. Thôi cô thở cái khì của nó, giờ con khỏe rồi. Khỏe lúc đó thôi. Nhưng mà mình bảo hộ lúc đó, thì bây giờ nếu không là có chiến tranh lớn nữa. Mình cũng giống như bác sĩ vậy, bệnh là cho viên thuốc uống đỡ đỡ đau bụng nhức đầu. Nhưng mà cuộc sống mà, trường gian sống sau dồn sống trước. Quý vị nghe câu đó trong phim Tàu nhiều lắm. Cho nên phòng hộ là chúng ta bảo hộ cho nhau và giúp cho nhau chuyển hóa. Đệ tử chúng con từ vô thủy. Vô thủy là xa xưa về trước, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Thế nào là nghiệp và thế nào là chướng? Nội hai chữ này là nói một buổi rồi đó. Cái gì mà mình làm thường xuyên nó trở thành ra cái tật là nghiệp, mà chính cái nghiệp này nó trở ngại cho mình thì gọi là chướng. Thôi vào ví dụ, mình lúc mình mới lớn lên không biết hút thuốc, nhưng mà đi theo bạn bè hút một điếu, đâu có ghiền liền, không có ai hút điếu mà ghiền nữa đó. Hút điếu đầu sặc muốn chết, vậy mà cũng ráng hút, hút cho được. Hút xong nó ghiền, ghiền rồi bây giờ kêu đi chùa tụng kinh tiếng chịu nổi, trời ơi tụng tiếng tôi ngồi tôi ngáp chết rồi. Thành thử là muốn đi chùa lắm mà vô không nổi, tại vì không có thuốc hút chịu nổi đó. Nó chướng ngại, nó không dẫn mình vô tới đây. Có ai mà hút một mình mà có ngộ nha, cái mà sặc muốn chết mà cũng ráng tập. Vậy mà cái tu làm cho mình làm thiện không ráng tập. Ăn chay mới có nửa ngày nó xót ruột quá, cái tuyên bố tôi không có duyên. Rồi bắt đầu là không ăn chay nữa mà ăn lon. Sáng lon, chiều lon, ăn cơm rồi mấy lon. Mình ăn chay thì nó chưa quen, thì mình phải tập ăn riết cho nó quen. Hồi mới qua mình đâu có ăn phô mai, đâu có ăn cheese, đâu có ăn pizza, đâu có ăn pasta gì được đâu. Rồi cũng phải tập, tập ăn cho quen. Thế thì có những cái tật mà chúng ta làm riết nó thành tật. Mà nó khổ một cái gì thiện lành không chịu tập cho nó thành tật. Nếu mà cái thiện lành mà thành tật á, thì cái này tật tốt, không bao giờ có chướng ngại. Cho nên cái gì mình làm quen rồi thì nó trở, mà nó xấu đó, thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình. Cho nên gọi là nghiệp chướng. Ví dụ bây giờ hồi trẻ không tu, nó thôi còn trẻ để đi chơi cái đã, già rồi tu. Tới hồi già rồi cái bắt đầu mắt mờ, biểu tụng kinh nó mờ sao tụng, chân nó yếu rồi ngồi niệm Phật mỏi chân quá sao niệm. Chắc tôi có duyên quá, tụng kinh sao buồn ngủ à. Mà phim Hàn Quốc tôi coi bộ này qua bộ kia, bây giờ qua Ấn Độ rồi đó. Giờ bây giờ bắt đầu coi phim Ấn Độ, Thái Lan rồi, phim Hàn bắt đầu cũng giảm rồi, ngán kim chi rồi, giờ qua cà ri. Thì cái gì mà mình làm nó thành một cái tật, cái thói quen. Thí dụ bây giờ á, mình hay chửi thề, nói bậy. Đi tới chỗ nào mà cần lịch sự biểu mình lên nói, không ai dám cho lên nữa đó. Sợ lỡ mình lên mình nói bậy thì sao. Cho nên quý vị thưa đại chúng, cái gì mà thành ra một cái thói quen nó trở ngại cho mình trên con đường thiện lành là chướng hết. Cho nên nhiều khi bệnh quá tu không được, gọi là bệnh chướng.
hay hờn hay giận cho nên không có đi chỗ nào được hết, gọi là phiền não chướng. Hay hờn hay giận, ai nói gì cũng giận được hết, ai làm gì cũng buồn được hết, cho nên không có tới chơi với ai được hết, gọi là phiền não chướng. Chắc bao nhiêu hình tướng ở bên ngoài, cái bà đó tu mà vậy, cái ông đó tu mà vậy, tu ghét tôi đâu có thèm đi nữa. Cái đó gọi là pháp chướng, bị những cái cảnh ở bên ngoài nó làm trở ngại mình. Người ta như vậy mà mình vẫn tới được, mình đi chùa là vì ai? Vì họ hay vì mình? Mà vì họ mình không đi là mình bị người đó chướng. Cái đó gọi là phiền não chướng hay là pháp chướng. Quý vị về kiếm lại cái bài của bà nói năm cái chướng gọi là ngũ chướng, chứ không phải ngũ nướng nha. Ngũ chướng, ngũ nướng khác. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Tại sao mình gây nghiệp chướng? Bởi mình mê lầm. Mình tỉnh thì mình đâu còn. Ôi trời ơi, quá ra hồi nào giờ tôi bỏ tu là tại cái anh nọ, tại cái chị kia. Chứ thật ra người đó có dính mắc gì tới tôi đâu. Cái mục đích tôi đi là tôi đi cho tôi. Người đó từ đầu không vì người đó mà đi, mà nó ngộ cái vì hôm nay vì người đó mình bỏ. Rõ ràng là nghiệp chướng bởi lầm mê. Con người á, mê á, mà người ta nói mà tỉnh á, thì chưa gọi là si nha. Người ta nói mà vẫn khăng khăng như vậy gọi là si mê. Cái người do không biết mà ta nói rồi cái nghe lời ta sửa đổi, cái đó mới mê mà có cơ hội tỉnh. Mà cái người mà triền miên khói lửa, ta nói cỡ nào đi nữa, tật nào vẫn chứng nấy, chứng nào vẫn tật nấy, gọi là si mê. Mà cái đó là nghiệp chướng, không có cơ hội để mình học hỏi thêm nữa. Ai nói gì ra, thôi thôi biết rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Biết gì? Ta học hỏi biết không? Dạ không biết. Cho nên biết hết, nói ngược là hết biết. Vậy thì gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Vào sinh ra tử biết bao lần. Theo cái chữ sinh tử nghĩa là sống chết. Con người mình luân hồi sống chết. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói cái nghĩa gần đi. Buồn vui mỗi ngày. Buồn là tử, mà vui vẻ là sanh. Quý vị kiểm coi có ngày nào mình không buồn vui lẫn lộn không? Đủ thứ hết. Vào sinh ra tử biết bao lần. Một ngày mình không biết giận hờn bao nhiêu chặt. Nay đến trước đài vô thượng giác. Con người ai cũng giác hết á, nhưng mà cái kiểu của mình, kiểu chúng sanh mình mà giác ngộ đó, cái kiểu của mình mà giác ngộ là giác từng phần, giác chút chút. Giác chút chút người ta gọi là phần giác. Thí dụ như ai mà thất tình mới hiểu được cái nỗi khổ thất tình thì hiểu một phần đó thôi. Còn ai có con khổ vì con hiểu một phần đó thôi. Ai có vợ hiểu khổ kiểu vợ hiểu một phần, đó gọi là phần giác. Còn Đức Phật là cái người giác biết tất cả, nhìn là biết. Phật như vậy gọi là vô thượng giác. Giác đến cái chỗ cao tột rốt ráo. Nhà thơ Xuân Diệu có một câu: trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Tin tin không? Ông nói một câu nghe chân lý lắm. Nhưng mà thật sự là cái câu bài thơ của ông là có cái tên là Dục Giả. Ông hối yêu lẹ lẹ đi, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi tình non sắp già rồi. Xuân Diệu có bài thơ tên là Dục Giả, và trong đó có một cái câu là trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Thí dụ sáng nay đại chúng lên chùa lúc 10 giờ lây hoay cái 10 rưỡi lên tụng kinh, mà ngay cái giây phút mình bắt đầu lễ là chuẩn bị sắp hết. 11 giờ là nói pháp, mà giờ là 10 giờ 40 rồi. Cho nên nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt. Thế gian người ta ví dụ như cái biển.
Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm đi trên biển, Tổ Đồ Đề Đạt Ma đi trên biển. Quý vị có thấy hình ta vẽ Tổ Đồ Đề Đạt Ma không? Ngài đi trên một cái nhánh cây ấy, Ngài đi trên sông, trên biển. Thì cái sông đó, cái biển đó tượng trưng cho biển trần. Có một cái bài mà nhắc nhở chúng ta khi cúng linh đó. Biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người còn mê chi dứt chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Trời ơi, biển khổ ngập vậy đó, chỉ cần mình hiểu được một chút thôi, một phân thôi cũng vui rồi. Biển trần lai láng, biển trần nó ngập vậy nè, mà cái sóng nghiệp của mình thì nó nhấp nhô tối ngày. Biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, bây giờ mình mới gọi họ, người ơi, người còn mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Lẽ diệu màu nó nhiều lắm, mà anh chỉ cần hiểu một phân thôi là anh cũng hạnh phúc rồi. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Có nhiều người đó nói tu làm gì, tu cũng chết. Đi chùa tu là làm gì, tu cũng chết, ăn chay cũng chết, cạo đầu cũng chết, thôi ăn chơi để đây chết, chết chết cho phong lưu, chết cho sung sướng. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lễ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cõi đời này nó có khổ nhưng mà nó có vui, nó có mê mà nó cũng có tỉnh. Thì chúng ta đã từng mê thì tại sao bây giờ chúng ta không tỉnh? Từ mê tới mê không bao giờ tỉnh, cái đó là trầm luân thống khổ. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Chữ đạo này không có nghĩa là đạo Phật. Chữ đạo ở đây có nghĩa là con đường trong sáng để dẫn mình tới bờ vui bến giác. Đừng có hiểu lầm, ta nói ô anh đạo gì, nói tôi đạo Phật. Đạo Phật là đạo sao? Đạo thờ ông Phật. Cái đó chưa đủ. Mình nói được đạo Phật mình nói con chút à. Phật nghĩa là giác, đạo là con đường. Đạo Phật nghĩa là con đường dẫn mình tới chỗ giác ngộ sáng suốt, gọi là đạo Phật. Chứ không phải anh tin một cái ông đó ở Ấn Độ là một thái tử, ông tu, ông thành Phật, bây giờ tôi lại ông phù hộ cho tôi. Đạo Phật đó cũng được, nhưng mà đạo đó còn sơ cơ lắm. Phải hiểu cho được đạo Phật nghĩa là con đường dẫn tôi tới chỗ giác ngộ. Hồi đó tôi mê lắm, ai nói cái gì tôi cũng giận. Bây giờ tôi nghe lời Phật rồi, Phật nói lời nói không có thiệt. Buồn thì được, nhưng mà đừng có hờn, đừng có giận. Buồn rồi bỏ, ta kêu buồn 5 phút. Giận lâu khổ nhiều, giận dai lâu tiêu. Phật nói rồi, Phật nói ăn hamburger fast food ăn mau mà khó tiêu. Con người mình dễ giận mà lâu tiêu, giống như fast food vậy. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Đạo này là con đường dẫn mình tới cái chỗ trong sáng. Xin hướng về núp bóng từ quang. Chữ từ quang là gì? Ánh sáng của lòng từ, ánh sáng hiền lành. Con lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Lạy Phật, lạy Tổ. Tổ là ai? Tổ là những người nói sao làm vậy, tri hành hợp nhất, nói và làm giống nhau, gọi là Tổ. Giống như mình nói hôm nay ra lạy Tổ đi, vị nào mà tu thành Tổ. Tổ là gì? Những vị lâu năm chưa Tổ. Nhưng mà Tổ còn có nghĩa là nói sao làm vậy. Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Mình tu phải có thầy dẫn chỉ, cho nên tại sao lạy Phật? Vì mình nhớ ơn Phật, thế thôi. Giống như mình lạy cha lạy mẹ vậy đó.
lại cha lại mẹ là tại vì cha mẹ có cái ơn với mình, sanh mình ra nuôi mình lớn. Ngày hôm qua có anh em đó, nó lên nó cầu siêu cho ba nó, mà nó mới quỳ xuống cái bắt đầu nó ẹo rồi. Nó ẹo qua một chân, một gối, cái nó lát nó ẹo qua gối này. Cái trong cái bài giảng Pháp Hòa nói, tôi biết du quỳ không có quen, du đau lắm. Nhưng mà du hãy nghĩ đến cái đau của người mẹ sanh mình ra 9 tháng mang cái bụng mình ở trong bụng nè, rồi sanh mình ra nuôi mình. Cái đau của người mẹ đau hơn mình quỳ bây giờ nhiều lắm. Đau này có tiếng hồ ăn thua gì. Cái đó gọi là quán. Quán tức là nhìn một vấn đề rồi tìm cái khác để chúng ta so sánh rồi chúng ta vượt. Giống như mình khổ đi, hôm nào mình khổ nha, ồ cái khổ của mình con người còn khổ hơn, thế thì cái khổ của mình chẳng là bao nhiêu hết, cái tự nhiên nhẹ khổ ra. Chứ không thôi mình vỗ ngực cái trời ơi trên đời sẽ trông ai khổ như tôi đâu, không dám đâu, có người khổ hơn. Mình mới đau răng à mà mình đã la rồi, mà người ta đau bao tử người ta còn chưa rên. Mình mới có đau nhức à, bệnh thường bệnh xương thôi, có người ung thư kìa. Bao tội khổ trong đời ác trược. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích chữ ác trược hết. Ở đây quý vị có nghe chữ ác ôn không? Có nghe chữ đó không? Có. Có nghe chữ ác ôn không? Biết tại sao gọi là ác ôn không? Bởi vì cái gì mà làm tổn giảm, làm cho người ta đau khổ là mình tổn giảm. Thì cái ác đó, đó người ta sợ nó giống như là một loại bệnh, bệnh ôn dịch ngày xưa đó. Ngày xưa người ta sợ nhất là bệnh ôn dịch. Ôn dịch là một loại bệnh, nó có thể lan truyền chết người. Cho nên từ đó mình mới có cái danh từ là ác ôn. Tức là người ta sợ cái người ác, cái việc ác giống như người ta sợ bệnh dịch vậy đó. Flu á, thí dụ như bây giờ mình là bird flu nè, thấy không? Và bệnh, những cái bệnh mà có thể lây. Thời gian mình nhiều bệnh, mấy cái dịch như vậy trên trên thế giới này, thỉnh thoảng nó có một cái dịch nào đó thì người ta sợ lắm. Thì cái ác phải sợ giống như là mình sợ bệnh dịch vậy đó. Tại sao? Gần cái ác thì lây cái ác, gần cái thiện lây cái thiện. Ngày xưa Tổ Quy Sơn nói câu này: thân cận ác giả. Người mà gặp thân cận người ác á, thì ác tập ác giả, gần xấu lây cái xấu. Trưởng ác tri kiến, làm cho cái thấy biết xấu tăng trưởng. Một hậu trầm luân, cả đời mình bị chìm đắm. Lại đời chữ trượt là dơ. Con cuộc đời này có 5 cái trượt nha. Thấy trượt gọi là kiến trượt. The impurity of your view. Cái thấy mình nó không có sạch. Ít khi nào mình thấy mọi việc nó như là lắm. Đa số là mình thấy xong mình cộng cái ý kiến của mình vô. Tôi thấy cái người đó, chị để ý nha, hai người ngồi ăn mà họ cho nghĩ chắc họ đang ghét nhau, họ luôn nhau dữ lắm, đủ thứ hết. Thấy trượt gọi là kiến trượt, rồi sanh những cái phiền giận gọi là phiền não trượt, rồi là mạng sống của chúng ta đây, đời sống chúng ta gọi là mạng trượt. Quý vị kiểm coi từ tóc cho đến chân, cái ngón chân của mình có chỗ nào không dơ? Đầu mà không gọi là hôi nè, tai mà không giấy là dơ nè, mũi không rửa dơ nè, miệng không rửa hôi nè, da dẻ mình không tắm không rửa hôi nè, chân mình không cắt không kỳ đất bùn không nè, từ đầu đến đuôi trượt hết, mạng trượt. Rồi bây giờ muốn cho nó đỡ trượt, bắt đầu chế ra những cái đồ xịt xịt lên cho nó đỡ trượt một chút. Vì tại sao nó trượt? Vì tham sân si mạng gây nên.
tham sân si mạng là bốn cái độc trong sáu cái độc nha. Con người mình có sáu cái độc căn bản, đúng ra là 10 đó, nhưng mà nói gọn còn sáu: tham sân si mạng, mạng là kiêu mạng, cống cao ngạo mạng, và nghi ngờ. Tham sân si mạng nghi, và cái thứ năm, cái thứ sáu là ác kiến, tức là cái thấy sai quấy. Còn nếu mà nói gọn á, con người có ba cái độc căn bản: tham sân si. Cho nên mỗi lần tụng kinh thỉnh ba tiếng mở: cốc cốc cốc. Tại sao ba tiếng mở? Con người đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là do tham sân si. Chữ tham á, đa số người ta giải là chữ tham nghĩa là tham cái gì mà tham, tham tiền, tham sắc, tham lợi, tham danh rồi vậy đó. Nhưng mà nguyên thủy cái chữ tham thôi nghĩa là gì? Ham muốn. Ham muốn bất cứ cách nào đều là tham hết. Nhưng mà có điều là ham muốn thiện là ham muốn bất thiện thôi. Ví dụ như mình nói: trời ơi, tôi ham tụng kinh lắm. Ham tụng kinh là tham chứ gì nữa. Nhưng mà tham thiện. Chứ còn đừng có hiểu lầm cái chữ tham. Tham là cái chữ, một cái danh từ chung để cho mọi hình thức mong muốn. Nhưng mà có người ham muốn tiền của, ham muốn danh vọng, ham muốn quyền lực. Còn có những người ham muốn tu hành, ham muốn làm thiện, ham muốn tích phước, cái đó cũng ham, nhưng mà ham làm thiện. Đạo Phật gọi là tham hướng thượng. Còn tham hướng hạ là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ gì đó. Cho nên đừng có hiểu lầm. Giống như ta nói: ô, nghiệp, cái gì cũng đổ nghiệp hết á. Vọng, hiểu chữ nghiệp có một chiều à. Chữ nghiệp nó đâu có xấu. Chữ nghiệp không có xấu. Thí dụ như người đó hãy động tới họ, cái họ nói mô Phật, cũng nghiệp đó, nhưng mà nghiệp thiện. Còn đúng đó, thằng quỷ, cái này là nghiệp xấu. Chữ nghiệp là thói quen. Mà nếu thói quen lành thiện gọi là thiện nghiệp. Thói quen không có gì, quá xấu quá dở là ác nghiệp. Vậy thôi, chứ tại sao hiểu có một chiều à. Thấy ai khổ quá cái này nghiệp. Mấy thầy tu sống kêu nghiệp, nghiệp, nghiệp thầy tu. Đời này mình tu, rồi đời sau mình tu, tu hoài, cho đến tu đến khi nào mình giác ngộ gọi là nghiệp tu. Ví dụ một cái người đó là thầy cô giáo, chỉ cần đứng lên bảng là giảng thao thao, đó là nghề nghiệp. Nghề nghiệp của cái người đó là cô giáo. Rồi cái người kia cũng là cô giáo thì gọi là đồng nghiệp. Thì nghiệp đâu có xấu. Bây giờ quý vị đi chùa mỗi tuần rồi, tuần nào không đi mà ghiền mà nhớ chùa đó, đó là nghiệp á. Mà nghiệp tốt. Hay nói một cách khác, đó là tật á, nhưng mà tật tốt. Vì tham sân si mạng gây nên. Si là gì? Là mê. Mê mà mê không bao giờ mà biết suy nghĩ, quay trở lại mà tính toán gì gọi là si mê. Thí dụ như cái anh đó, anh thương cô đó, cái mình nói giờ nó mê nhỏ đó rồi. Nhưng mà bữa nào nhỏ nó bỏ nó rồi mình vẫn còn thương nó. Thằng nó si mê ghê. Ta bỏ rồi mà vẫn còn đeo. Thí dụ vậy đó. Cái gì mà ta nói cho mình tỉnh mà không chịu tỉnh mà. Vì tham sân si mạng gây nên, hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện, phát nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát. Lại Phật xong rồi lòng mình nhẹ nhõm, ăn năn những cái lỗi lầm của mình xong rồi lòng mình nhẹ nhõm. Hồi sáng có một anh đó, anh đậu chúa, ảnh lên ảnh ngồi thiền, ảnh lời Phật, xong ảnh xuống ngồi chơi với Pháp Hòa nói chuyện hồi cái anh mới giới thiệu. Anh nói: con nói thiệt với thầy, với con đạo chúa, nhưng mà mấy năm gần đây là con bị stress dữ lắm. Con stress mà thân thể của con, tâm hồn của con đau khổ vô cùng. Rồi con bắt đầu mới đi nghiên cứu đạo Phật thì con mới biết là có một cái phương pháp ngồi thiền.
Mà từ hồi con ngồi thiền tới bây giờ á, trời ơi, người của con nó phơi phới, nó nhẹ nhàng. Bây giờ con không có buồn lo, không có sầu khổ gì, người con sống con biết tự tại an nhàn lắm. Đó, cái người đó là đạo, thấy đạo huy hoàng đó. Và thưa đại chúng, chữ đạo đây Pháp Hòa không nói đạo Phật của mình nha. Con đường nào dẫn mình thoát khổ là đạo huy hoàng thôi. Còn nói ô nói vậy hả, vậy là tôi buồn cái tôi vô casino tôi chơi cái thì tôi hết khổ vậy, con đường nó huy hoàng. Cũng có thể nói vậy phải không? Nhưng mà nhớ after, cái đó chỉ là before thôi. Còn after cái đó là gì? À, mất tiền, mất của gia đình, mất hạnh phúc, cái đó chưa phải là cái cứu cánh rốt ráo của sự giải khổ. Cái đó chỉ là tạm quên thôi, chứ chưa thật hết khổ. Trên người buồn muốn rượu say xỉn, tạm quên cái say, tạm quên cái buồn đó mấy tiếng thôi, rồi tỉnh dậy buồn vẫn còn nguyên đó. Cho nên trong truyện Kiều mới diễn tả cái chỗ đó đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mình tỉnh rượu rồi thì buồn vẫn còn đó. Mặc dù bây giờ mình có thể hát bài Buồn ơi ta xin chào mi, Hello my sadness. Tại vì cái buồn đó nó chưa hết. Mình phải thật sự mình giải cái đó thì lòng mình mới thanh thoát được. Có một cái việc mà mỗi ngày chúng ta đều làm, hầu như ai cũng làm, đó là mỗi buổi sáng chúng ta ngủ dậy hay là trước khi chúng ta đi đâu thì chúng ta phải bước vào cái nơi mà có một cái tấm gương, để chúng ta nhìn vào cái tấm gương để chắc chắn rằng cái mặt chúng ta nhìn ok, nhìn dễ thương, nhìn đẹp. Thậm chí các cô còn có thêm cái kiến nhỏ nhỏ bỏ vô cái giỏ, lâu lâu móc ra coi cái, coi mình có ok không. Đôi khi mình ăn xong rồi mình cũng phải đưa tấm kiến lên rồi chém chém cái môi một chút, cái make sure son phấn rồi nó đều đều. Tức là cái việc mà làm của chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải nhìn vô tấm gương là để bảo đảm rằng diện mạo chúng ta nhìn đẹp, nhìn đàng hoàng. Điều đó không có gì sai hết. Thì đó là một cái việc làm mỗi ngày ai chúng cũng phải làm, thậm chí thầy tu. Khi mà quý thầy để cái xà phòng vô trong đầu á, rồi thì bên tay phải này cầm cái dao bào cạo. Nhưng mà khi cạo rồi thì phải lấy cái tay trái rờ rờ coi chỗ nào nó còn sót tóc không. Tuy rằng cạo đầu có nghĩa là mình làm giảm đi cái đẹp, làm cho cuộc sống mình nó đơn giản, không có bị rườm rà bởi cái tóc. Nhưng mà cũng phải cạo sao mà cho nó sạch sẽ, nó láng cón chứ. Không lẽ nó lởm chởm còn dư mấy cọng coi nó kỳ. Tức là con người chúng ta dù là tu hay không tu gì, ai cũng phải có cái đẹp, dù cái đẹp thiên nhiên không son phấn. Cái người tu á không cần phải son phấn, mà cái đẹp của người tu là ở cái ăn, cái nói, cái hành động, cái oai nghi. Cho nên trong luật giới nói rằng ý thức rằng cái đẹp của người xuất gia không phải được làm bằng những phấn son giả tạo, mà cái đẹp đích thực của người xuất gia là thể hiện sự uy nghi đi đứng trong đời sống hàng ngày. Ai cũng cần đẹp. Cho nên chúng ta có một tấm gương để chúng ta soi mình trước khi chúng ta bước ra ngoài. Có nhiều người có thói quen là trước khi mà chụp hình á, lấy cái tay vuốt tóc cái, để chắc chắn rằng cái tấm hình phải đẹp. Các thầy tu á, cũng có cái thói quen là hãy ai thỉnh chụp hình cái sửa cái áo một cái y cái áo mình phải cho nó ngay ngắn để chụp cái hình lên nhìn cho nó được. Thế thì cuộc sống của chúng ta không có ngày nào mà chúng ta không muốn đẹp. Cái người mà đơn giản thì cũng phải cắt móng tay cho nó gọn, chứ không thể mà để móng tay dài rồi dính đất dính đồ nhìn nó dơ. Đó là người sống đơn giản không cần phải sơn. Còn ai mà sơn thì phải, hễ mà sơn rồi thì phải dũa, phải làm như thế nào đó. Nói chung là từ không có ngày nào mà chúng ta không quan tâm tới cái đẹp.
ít nhất cũng phải một lần, hai lần, thậm chí trước khi đi ngủ. Đánh răng rồi là phải chắc chắn phải có xà bông nào rửa mặt cho bụi rồi cả ngày nó sạch sẽ. Xong rồi kiếm miếng kem trét lên, đi ngủ để cho da nó mịn màng, nhìn cho nó trẻ trung. Đâu có xa đâu, đó chuyện bình thường. Nhưng mà cái đó đó chúng ta chỉ mới làm ở cái phần thân thôi, mà chúng ta thiếu cái phần tâm. Vậy thì cái phần mà nhìn lại cái tâm mình là cái phần nào? Cái phần mà chúng ta ngồi tịnh tâm mỗi tối đó, cái phần mà mỗi lần chúng ta mở cái quyển kinh ra chúng ta đọc đó, không phải mình đọc cho Đức Phật nghe, mà mình đọc lại để từng lời từng chữ trong đó trở thành cái tấm gương soi cách sống của mình. Nhiều khi á, mình nói tôi là chị nó, tôi muốn nói gì tôi nói, điều đó không có sai. Nhưng mà mình nói mà để người ta đau lòng nát óc nói làm chi? Tôi là má nó, tôi có quyền mắng nó. Đúng rồi, nhưng mình mắng lúc nào? Khi nó có bạn mình mắng vậy nó quê. Nó quê rồi nó khó quê. Mà nó quê rồi nó vẫn còn quê. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta có cái quyền, hay nói cách khác là chúng ta có sự tự do. Nhưng mà tự do thì không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì để thương hại đến người khác thì chúng ta làm. Ở đất nước Canada hay đất nước Mỹ, nói chung là các đất nước tự do, chúng ta có quyền lái xe ra đường bất cứ lúc nào, nhưng phải lái đúng luật. Lái không đúng luật là bị phạt. Quý vị biết á, cảnh sát á, thỉnh thoảng ban đêm á, họ lái một vòng trong các cái khu phố này nè. Có một đêm đó đó, 3 giờ sáng thì có người gọi vô chùa, nói thầy ơi, mẹ con mất ở bệnh viện St. Albert á. Mà lúc đó trời mùa đông, thì Pháp Hòa mới ra xe lái lên trên St. Albert để đi vô hộ niệm cho bà cụ. Thì quý vị biết không, Pháp Hòa nhìn ở phía sau có một chiếc xe cảnh sát nó lái theo. Vì nó thấy rằng ở trong cái bãi đậu xe của nhà chùa, nửa khuya có một chiếc xe lái ra ngoài, thì họ nghĩ rằng là xe ăn cắp. Họ sợ mà, cho nên họ gọi vô chùa liền. Họ nói là ở trong chùa có bản số xe nào như vậy không, có một người vừa lái chiếc xe đó ra. Thì trong chùa nói đúng rồi, cái xe đó là của thầy, chắc là thầy đi tụng kinh cho người ta tối đó, thì thôi. Như vậy có nghĩa là mình sống á, lúc nào mình cũng có sự giám sát. Nói theo ông bà mình ngày xưa là có hai bên da giác, cho nên mình ăn nói mình phải cẩn thận. Các vị thần ở hai bên đó, người ta ghi sổ. Quý vị tin không? Đó, thì cái ông cảnh sát đó, đời sống hàng ngày của mình đó, có hai bên da giác, đừng có tưởng nha. Pháp Hòa đi phi trường á, bình thường họ qua họ cầm cái passport Pháp Hòa ngó ngó vậy, ngồi bữa nay đi Mỹ nữa hả? Rồi thôi đi, khỏi đóng mọc. Mà lâu lâu vậy cái nó mời mình vô bấm cái rẹt, nó thấy Pháp Hòa đi Mỹ liên tục vậy, nói sao đi Mỹ dữ vậy. Rồi mỗi lần đi vậy ai trả tiền vé? Mà Pháp Hòa là mỗi lần đi mà bưng đồ về Phật tử cho đồ ăn đồ về, cái bữa nào đi về tay không, cái nói bữa nay không đem gì về hết hả? Như vậy thì thưa đại chúng là ngày xưa ông bà mình nói là làm cái gì phải cẩn thận nghe, có ông thần thiện thần ác ghi sổ hết á, ăn nói làm việc phải cẩn thận, có người ghi sổ. Cái đó nó không có sai đâu. Ông thần đó là gì? Đó là nghiệp lực của mình, đó là nghiệp lực của mình. Mà nó bây giờ là chứng minh ông thần đó là quý vị làm cái gì trật cái coi cảnh sát có mặt liền. Như mình đi đường thấy đường vắng hoe không có ai hết trơn á, tăng độ lên cái thôi ảnh ở đâu nhảy ra liền, tại vì các ông thần đó không mặc uniform nữa. Không tin quý vị thử rồi bữa nào đi những cái con đường vắng mà quý vị tăng cái speed lên coi, cảnh sát có mặt liền. Thần nó linh lắm, đã nói là thần mà thì ta đâu có hiện hình hiện tướng như mình nghĩ được. Thì cái sự mà tụng kinh của chúng ta để làm gì? Không phải là chúng ta cầu Phật ban phước giáng họa cho mình cho ai cả, nhưng mà từng lời từng chữ đó sẽ trở thành mỗi một cái tấm kiến, tấm gương để chúng ta soi lại cách ăn, cách sống, cách nói của mình. Mình sống á,
được bản thân mình thôi thì có gì để nói. Nhưng mà sống mà mình có biết nhìn xung quanh thì cái sống nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Ví dụ quý vị trưng một bình hoa, trưng đứng gần mình thấy cái bình hoa nó khác nha. Sau khi mà cắm hoa rồi, mình bước xa xa cái mình nhìn, mình ngắm, cái đó gọi là ngắm coi được chưa. Mình mặc đồ vô rồi, cái mình nhờ người ta ngắm, cái người kia đứng sát không thấy đâu, đứng xa xa ăn chút. Ngắm gần thấy là một chuyện rồi, mà phải chắc chắn rằng kẻ xa nhìn cũng coi được. Cái đó đó thưa đại chúng, những cái gì mà trong đời sống hàng ngày của mình nó trở thành ra pháp tu hết. Chỉ cần mình đời sống hàng ngày mình tiếp xúc mà có chánh niệm, có mình thấy trời ơi, y chang như cuộc sống tu hành của mình thôi. Cái người ở sát bên mình á dễ chịu, ok với mình rồi, mà sống sao mà người xa kẻ gần họ cũng thương mình đó. Cũng giống như là quý vị mặc đồ xong rồi, người nào đứng gần chưa chắc, cháu cháu chị đứng ra xa chị ngắm tôi vậy có được chưa, rồi mình đi tới lui cho người ta coi, cái đó gọi là ngắm. Còn cái người mà sát bên gọi là nhìn. Mình cắm xong bình hoa rồi á, cũng phải đứng xa xa ra chỉnh được cho nó đàng hoàng. Quý vị làm cái gì xong rồi lúc nào cũng phải đứng xa cái ngắm coi có được chưa. Phải ngắm rồi phải nhìn. Tại nhìn ngắm rồi bắt đầu cái đó nó mới bảo đảm. Đó là tạm thời thôi, coi như là tận cùng nhất, chứ chưa chắc nó đã đúng. Cho nên cái tu của chúng ta không phải là mỗi ngày. Thưa đại chúng, là quý thầy cứ khuyên mình và nhắc mình và sách tấn với nhau là ráng tụng kinh. Đâu phải tụng để Phật nghe. Pháp Hòa nhớ có một vị mới nói đó, Đức Phật nói kinh cho mình nghe, ai ngờ mình đọc để Phật nghe. Rồi Phật mới than, tuổi già tám mấy còn ngồi mãi, nghe nó lâm râm mỗi bánh chè. Rồi Phật ngồi Phật mỗi cái bánh chè mà để mà mình nghe mình tụng. Mà thật sự kinh tụng theo cái tinh thần của đạo Phật là như một tấm gương để soi chiếu lại mình. Hồi nãy quý vị có nghe kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận không? Cho nên mỗi lần Pháp Hòa sợ quý vị không chịu nghe, Pháp Hòa nói một câu nữa, xin đại chúng lắng lòng nghe. Có nghĩa là giờ phút này tôi sẽ đọc cho đại chúng nghe một bài kinh mà quý vị chịu khó ngồi nghe, đừng có trả lời phone, đừng có khều nhau khỏe không. Lát xuống hỏi. Giờ phút mình ngồi trên này là không có cái gì hết, cái phone phải tắt, không cần hỏi thăm gì nữa hết. Gần nhau đây, thấy người kia chắp tay lại Phật là biết khỏe rồi. Cho nên ngồi đây mà chúng ta hết lòng, chúng ta nghe một bài kinh, tụng một bài kinh. Đọc là mình nhìn vô chữ để không thuộc, nhìn vô kinh gọi là đọc kinh. Người nào thuộc rồi nhắm mắt lại thành tâm tụng tha thiết gọi là tụng kinh. Mình chưa thuộc phải nhìn vô sách, thì hãy nhìn vô sách mà đọc gọi là đọc kinh. Mà phải đọc, đọc riết đến khi nào kinh đó, nó thuộc ở trong bụng rồi. Chỉ cần người ta bắt lên là mình tụng liền. Lúc đó tâm mình đi với chữ gọi là tụng kinh. Cái đọc, cái tụng. Ai chưa thuộc thì phải đọc. Đọc riết đến khi nào như nhuyễn lời kinh ở trong tâm mình gọi là tụng kinh. Cho nên cái người mà họ thuộc kinh rồi đó, họ tụng tha thiết lắm. Tại sao? Tại vì lúc đó họ biết sắp sửa câu gì xảy ra. Cũng giống như mình hát vậy đó. Ai mà chưa thuộc cái bài Bông Hồng Cài Áo là phải nhìn nó tụng hát chưa tha thiết. Nhưng mà người nào thuộc Bông Hồng Cài Áo rồi, khi mà cất cái bài đó lên rồi hát tha thiết. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em. Lúc đó tâm tha thiết đi theo từng cái câu đó. Chứ mình tụng kinh là phải như vậy. Cho nên khi mà Phật tử mình hiểu được cái ý nghĩa của tụng kinh thì không ai bắt bẻ mình. Mấy anh chị ngồi tụng để làm gì? Tụng như con vẹt mà tụng để chi? Ờ cũng đúng ha. Phật tử mà người ta nói gì nghe bậy bạ cũng nói đúng nữa là chết rồi. Cho nên mình phải làm gì? Phải văn là phải nghe pháp, phải tư là phải suy nghĩ, rồi bắt đầu mình tu những gì mình nghe, mình suy nghĩ, gọi là văn tư tu. Đó là một công thức để phát triển trí tuệ. Cái bài nãy mình tụng á,
văn tư tu xin quyết hành trì. Muốn phát triển trí tuệ thì phải văn là phải nghe, nghe rồi suy nghĩ cho kỹ cái lời nói đó như thế nào. Suy nghĩ kỹ rồi bắt đầu mình thực hành. Mà một người mà có thực hành rồi là chắc chắn trí tuệ mới thâm sâu. Quý vị có nhớ cái bài tự quy pháp? Tự quy pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Thấu rõ là thấu sao? Nếu mình không suy nghĩ lời nói đó. Cho nên mình phải suy nghĩ kỹ, mình phải tư duy, mình phải quán chiếu để trí tuệ mình phát sinh. Người Phật tử mà học Phật đến mức mà quán chiếu để có trí tuệ rồi, không ai có thể lung lay và bẻ bắt gì những cái ý nghĩa của mình hết. Pháp Hòa ví dụ, một Phật tử phải hiểu rằng tượng Phật chỉ là tạm giả. Mình tạo ra cái tượng Phật thì mình biết rằng đây là tượng Phật, chỉ là cái tượng thôi mà. Nhưng mà chúng ta lại bức tượng đó để biểu tượng cái công ơn của Phật. Chúng ta lấy cái tượng Phật để làm cái biểu tượng hướng tâm mình, chứ Phật nào ở trong cái tượng đó. Mà không hiểu được như vậy thì người ta nói mấy anh mấy chị càng tu càng mê tín. Đạo Phật là đạo mê tín, đem đất sét, đem xi măng, đem đồng, đem ngọc, đem đá gì đó, đem giấy lên bàn thờ ngồi lại, ma quỷ nó ẩn trú trong mấy cái tượng đó đó. Nghe như vậy rồi tin họ nói. Phật tử mà bị những cái bên ngoài họ, cái thế lực bên ngoài họ bẻ như vậy thì làm sao mà mình, vì sao? Vì chúng ta không nắm rõ được ý nghĩa thờ Phật. Nó lại lục mê tín, lại lục là van xin. Thưa anh, lại để dẹp trừ cái bản ngã. Tại con người mình lúc nào cũng cống cao và ỷ mình hơn người, cho nên lại xuống để đem cả thân mạng mình mọp xuống để biểu lộ rằng mình phải khiêm cung, mình phải khiêm hạ, mình phải hạ mình. Mình hiểu được những cái nghĩa lý đó thì làm sao người khác có thể mà chuyển hướng mình được khi mình đã rõ ý nghĩa. Nó ai ăn đâu mà phải cúng. Tôi biết lát cúng rồi mình ăn cho ai ăn. Nhưng mà có cúng mới có thờ, có cúng mới nguồn cội mới còn. Hôm rồi có một người vô nói vậy đó. Nói tại sao phải để mấy cái hình ông bà này thờ quỷ ma nó ẩn trú vào đó đó. Pháp Hòa mới nói vậy sao Du có một đứa bạn gái Du chụp hình Du để trong bóp được. Bạn bè của Du uống rượu ăn chơi Du chụp Du rửa đầy nhà, Du dán đầy nhà sao ma quỷ không trú vô đó. Rồi chúng tôi để cái hình ông bà chúng tôi để tưởng nhớ, mắc gì nói quỷ ma trú vô đó. Vậy thì Du treo hình của bạn bè Du rồi chắc quỷ nó cũng trú vô đó à. Chúng tôi để cái hình đó là để chúng tôi tưởng nhớ, không mất nguồn mất cội. Tại sao Du đi chơi á, Du mua món quà về Du tặng cho bạn Du để ý nghĩa là kỷ niệm, tức là nhớ nhau. Thì ông bà tôi mất rồi, tôi để cái hình đó để tôi nhớ ông bà có sao đâu. Tại sao mình rửa hình của bạn bè treo đầy nhà thì không sợ, mà để hình ông bà mình sợ làm sao? Anh tỉa đem tiền vô anh cúng casino, anh không thấy tội mà tôi mua đồ ăn tôi cúng ông bà tôi, anh nói mê tín làm sao? Anh nói tôi mê tín là tôi nói anh ngu à. Anh nói tôi cúng ông bà tôi lấy tiền tôi làm cực khổ tôi mua thức ăn tôi cúng ông bà tôi, anh nói tôi mê tín. Thì anh làm cực khổ anh đem tiền anh vô casino, tôi nói anh ngu. Và chữ ngu là gì? Có nghĩa là mình không biết cái lẽ thật. Cho nên Phật tử phải văn tư tu, xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến. Cái câu kinh nãy mình tụng. Khi chúng ta có chánh kiến rồi á, tức là cái thấy đúng thì chúng ta không nói bậy. Mình phải biết tôn trọng cái đức tin của người khác. Mình phải biết cái tôn trọng cái tâm linh của người khác. Mình không thích, không làm, đừng nói. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đến nhà quý vị chơi, Pháp Hòa thấy quý vị thợ ông thần tài, Pháp Hòa mới nói: này
giả mê tín thần chi, Pháp Hòa không sao nói gì được. Nhưng mà nếu quý vị hỏi thầy ơi thờ thần tài thổ địa để làm gì, nói dạ cái này thì thật ra không phải của Phật giáo, còn đây là tín ngưỡng người Hoa, nhưng mà nó lẫn lộn trong Việt Nam rồi thì bây giờ nó trở thành ra một trong cái văn hóa. Nhưng mà bây giờ quý vị thờ thần tài thổ địa mà đưa cái ý nghĩa lên cao chút đi. Thổ địa là gì? Là thờ đất. Mà thờ đất nghĩa là tâm của mình phải vững chãi như đất. Thần tài là tiền của. Nếu anh có tiền của mà nguồn tâm của anh phải trong sáng để anh xài tiền của thì tiền của không bao giờ mất. Thế thần tài giữ tiền cho mình là đúng rồi. Thí dụ như mình có của mà mình không có ông thần giữ tài, giữ tiền. Ông thần giữ tiền có nghĩa là cái tâm mình phải trong sáng, biết tiền xài lúc nào. Thì tiền của làm sao mất được? Mà nếu có mất, có xài đi nữa xài đúng chỗ. Vậy thì thờ thần tài thổ địa, nếu Phật giáo mà nhìn vô cái bàn thờ thần tài thổ địa mà giải thích bằng cái phương pháp tu tập chứ không có mê tín. Thổ địa là tượng trưng cho tâm. Tâm mà vững chắc rồi thì tiền của không có sót lọt. Tháng này nè, mình đi làm nè, lương ít nè, cắt lương cắt giờ nhiều quá rồi, tháng này bớt chi nghe. Tháng sau tự nhiên ta kêu chớp nhiều giờ chị chơi chút cũng không sao. Tự mình phải biết linh động, cái đó là thần tài chứ gì. Thần là gì? Là sức mạnh, là có khả năng. Cho nên cái tâm linh của mình mà mình biết vững chãi mình giữ thì gọi là tinh thần. Hay là thần kinh đó. Cái sợi dây đó nó linh động lắm, nó như một vị thần vậy đó. Cho nên ở trong cái những cái quyển kinh đó, quý vị thấy thần sông, thần biển, thần nhà, thần ngày, thần đêm gì. Chữ thần là gì? Nếu chúng ta ăn uống mà chúng ta biết chừng mực, hồi mình còn trẻ ăn mấy món này không sao hết á, bây giờ lớn tuổi rồi ăn này vô nó khó chịu, thôi chịu nhịn chút đi, thèm chút mà nó bớt bệnh. Nhịn được cái thèm đó là thần ăn uống đó. Thèm mà ăn xong rồi bệnh, bệnh ngồi thở muốn chết luôn. Nhịn mà qua được chút cũng giống như là mình thấy là bây giờ mình nói một câu là gây gỗ nữa đây nè, thôi nhịn đi. Nhịn được qua được cái lúc đó là thần nhẫn nhục. Cho nên trong người mình nhiều thần lắm. Thần ăn uống, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần cây cỏ, thần nhà cửa. Mỗi lần mình dọn vô nhà mới cúng, cúng thổ địa, cúng các vị trong nhà, trong cửa. Cúng để làm gì? Để nhắc mình nghe. Đây là cái nhà mới mình ở nè. Mình khó khăn mới mua được cái nhà này, ráng giữ cái nhà này cho nó đàng hoàng. Như vậy thì cái sự cúng kiến đâu có gì mê tín, mà nó là một sự nhắc nhở. Tôi vẫn biết không có ông nào, bà nào ngồi đó ăn hết á. Nhưng mà mình không có thì mình sẽ bị mất nguồn, mất cội. Chẳng hạn như quý vị đi đâu, quý vị có quyền đâu cần mua gì cho Pháp Hòa đâu. Nhưng mà Pháp Hòa rất là vui, Phật tử đi đâu chơi về vẫn nhớ Pháp Hòa dù chỉ là cục kẹo. Mình nhận một cục kẹo nhưng mình vui là mình biết rằng Phật tử đi holiday, đi vacation, đi chơi mà đi vẫn nhớ mình, đem về cho mình cục kẹo, viên bánh. Thì quý vị cũng vậy thôi. Ai đi đâu về mà nhớ tới mình, mình vui không? Thì đó là sự hoài. Mình sống ở đời mà. Đây nè, ví dụ như quý vị tới nhà chơi mà người ta vừa tiễn mình, mình mới bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại cái rầm, mình nói trời chắc nãy giờ ở trong mình về lắm. Cái phép lịch sự là khách đưa ra tới cửa mình cũng đứng đợi khi nào người ta lên tới xe rồi mình mới quay vô. Thậm chí ta nói thôi vô đi được rồi, chừng đó mình vô mình không ngại. Chứ khách mà mới vừa bước ra cửa, cái đóng cửa là cái rầm, cái tự nhiên khách cảm thấy là hình như nãy giờ mình ở hơi lố làm sao, nó trong mình về quá. Phải không? Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên cái câu kinh đó, cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì. Văn tư tu là nghe pháp, suy nghĩ, tu tập. Đó là một công thức để chúng ta phát triển trí tuệ mà vững chãi trong đường đời cũng như đường đạo của mình. Người ta tới người ta nói với mình á,
Bây giờ mà đầu tư 500 đồng á, tháng kiếm được 200 mà không cần làm gì hết, cứ đưa người ta 500, tháng sau người ta đưa về mình 200 tiền lời, 500 mình còn nguyên, ở đời đâu có dễ ăn vậy. Trời ơi, hốt tiền đưa cho người ta rốt cuộc mất sạch hết. Ở trong chùa bị hoài, bị chút chút thôi. Lâu lâu có người vô nói: thầy ơi, con ở ready á, con từ ở Red Điên tới đây con đi xin việc làm mà tới đây cái bị mất tiền hết trơn, thầy có 60 cho con mượn đổ xăng. Thầy còn nói tuần sau con đem con trả thầy, thầy không tin, lấy cái thẻ bằng lái con đi. Thầy Phao con nói: trời ơi, mình người Việt với nhau không mà nói chi chuyện đó, rồi 60 cuốn theo chiều gió luôn. Đó là mình văn bổng tư phải không? Nhưng mà không sao. Là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là trong cuộc sống á, nếu mà mình nói là mình, nếu mà mình nói rằng cuộc sống này mình cái gì mình cũng nghe, là mình sẽ đi vào những con đường mê lầm như vậy. Cho nên trong Phật giáo là chúng ta rõ ràng: văn tư tu sinh quyết hành trì. Hành trì để làm gì? Để đưa thân miệng ý của mình noi về chánh kiến. Mỗi ngày chúng ta tạo phước cũng ở thân miệng ý, mà chúng ta tạo tội cũng ở chỗ thân miệng ý. Vậy thì tùy theo cái suy nghĩ của chúng ta, chúng ta muốn tạo phước hay chúng ta muốn tạo tội? Thể tạo phước thì cái miệng này nó cũng sanh ra biết bao nhiêu phước, mà muốn tạo tội cái miệng này nó cũng tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Muốn tạo phước cái thân của mình cũng tạo biết bao nhiêu điều phước, mà muốn tạo tội thì cái thân này cũng tạo bao nhiêu cái tội. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta phải có chánh kiến để đưa thân miệng ý mình trở về với cái chỗ chánh pháp. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Đi đứng nằm ngồi là bốn động tác mà ngày nào con người mình cũng phải làm. Ví dụ như hiện tại, ví dụ hiện tại bây giờ là quý vị ngồi nè. Hiện tại bây giờ là quý vị đang ngồi nè. Rợn lát nữa cái nghe tiếng chuông cái mình đứng nè. Rợn lát cái mình đi nè. Rồi xong rồi về nhà mình ngủ mình nằm. Là không bao giờ có người mà mình không lọt trong một trong bốn động tác. Nhưng mà có chánh niệm đi như thế nào, đứng như thế nào. Ví dụ như Phật tử mặc áo tràng rồi lên chánh điện đi cho nghiêm túc, đi khoan thai. Ví dụ như trong cái giờ lễ quý vị cần đi tới lui đây á, mình không có cái con đường nào khác, cần đi ở đây mình đi từ từ, đừng có đi nhanh, mình sợ người ta biết, cho nên mình đi cái vèo. Mà đi cái vèo nó còn càng gây chú ý hơn nữa, ta nghe cái rầm ta say qua ta coi ai vậy, mà nãy mình đi từ từ thì ai biết mình là ai, phải không? Thành thử ra nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản là đi lẹ để thôi ta biết, mà chính cái hấp tấp đó nó tạo nên cái tiếng ồn mà nó làm cho người khác chú ý đến mình. Thí dụ ở phía mình đang tụng kinh mà cần đi ra bên ngoài, đi ra cái cửa sau, hay là một lát mình lên trước, mình tụng kinh mình lên trước, mình nên ngồi. Mình biết là cái dãy đầu lúc nào cũng tăng ni ngồi thì mình chừa dãy đầu thôi, mình ngồi từ hàng thứ hai ngồi xuống, để một lát những người thấy sao người ta có chỗ ngồi, nó không có lón chón. Mình ngồi ở đằng sau rồi lát chỗ này nó trống, giống như tóc mà cạo vòng ngoài vậy. Thành thử ra mình đến đâu mình có một cái chánh kiến, mình nhìn chỗ nào mình ngồi để một lát nữa nó không có choáng đường. Cho nên ông bà mình hồi xưa dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Nếu mà đại chúng mà để ý mà quán chiếu thì mình mới thấy rằng những cái gì trong cuộc sống hàng ngày mình nó không có xa với đạo. Cho nên người nào muốn thấu được đạo thì không rời thế gian. Tại vì từ nơi thế gian chúng ta thấy được cách tu. Nếu mà con người không có những cái hệ lụy như là tham sân si phiền não thì đạo Phật đâu có mặt để làm gì. Đạo Phật cung ứng cho chúng ta một phương pháp tu tập để chúng ta chuyển hóa tham sân si. Nếu mà con người không còn tham sân si thì Phật không cần phải cho thuốc. Cũng giống như hiện tại bây giờ có rất nhiều loại bệnh ung thư thì chúng ta cần một cái bệnh viện để nghiên cứu về tất cả loại bệnh ung thư. Khi bệnh ung thư không có thì chúng ta có mặt để làm gì? Bệnh viện ung thư đâu cần có mặt. Vậy thì chúng sanh có bệnh gì thì Phật tìm phương pháp để cho thuốc.
Thế gian này ai có bệnh gì thì các nhà bào chế thuốc, nghiên cứu thuốc sẽ tìm cách để bào chế thuốc. Mà ngày nào chúng ta còn bệnh là ngày đó còn bệnh viện và bác sĩ. Ngày nào chúng sanh còn khổ của tham sân si mạn nghi tà kiến thì đạo Phật còn có mặt. Vậy thì đạo Phật không phải là một tôn giáo như lâu nay mình nghĩ, mà chúng ta phải hiểu đạo Phật là một phương pháp hướng dẫn chúng ta sống có chánh niệm. Mà sống có chánh niệm thì tự thân chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ có thiện, có chân, có đẹp thì tự nhiên thế giới an lành. Cho nên cái ý nghĩa mà cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc không là những cái mộng tưởng, mà nó là thiết thực. Mà người Phật tử đóng góp thiết thực vào cái thế giới an lành là chúng ta giữ năm giới. Người nào giữ không nổi năm giới thì cứ bốn giới, ba giới, thậm chí một giới mà giữ. Giữ được giới nào thì chúng ta đóng góp vào cái phẩm chất an lạc của thế giới này bao nhiêu đó. Cũng giống như mình, một mình không thể nấu 10 món, nhưng mà nấu được món đem tới thì người khác nấu được món thứ hai, thì tự nhiên chúng ta có hàng trăm món mà không có phải cực nhọc gì, mỗi người một món. Thì chúng ta mỗi ngày cứ đóng góp công phu công quả của mình vào cái việc thiện lành này thì bảo đảm. Quý vị thấy một ngôi chùa là ngôi chùa chung, mà tại sao mọi việc nó đi ngăn nắp trật tự? Là vì mỗi Phật tử ý thức một việc, mỗi người đều nhận ra rằng mình có thể đóng góp những gì cho chùa. Tự nhiên ai mạnh tới là lăn xả vào đóng góp, thì tự nhiên ngôi chùa nó trở nên tươm tất và trọn vẹn. Quý vị ý thức rằng mình ở đây rất xa, mà Phật tử ở xa tìm tới mình để tu. Mình địa phương ở đây lười tu, thì mình mới thấy rằng mình có thể đóng góp những gì để trợ duyên cho những Phật tử ở xa. Người thì đi chở về từ phi trường, người thì dọn dẹp nấu ăn, vân vân. Thì qua cái bài tụng mà chúng ta tụng 2 tuần, tại vì chúng ta đang trở lại học cái bài này. Tuần rồi Pháp Hòa nói đoạn rồi, tuần này Pháp Hòa nói cái đoạn cuối, trong đó có mấy chữ mà chúng ta cần để tâm. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Khi nào giận đừng có nói, tại vì càng giận mà càng nói là càng hư chuyện. Giận đi kiếm chỗ ngồi thở đi, thở cho cái cơn giận nó xuống. Thưa đại chúng, Đức Phật nói trong kinh đó, con người ai cũng giận, nhưng mà có 3 loại người giận, có 3 dạng người ta giận. Có người á giận như chữ vẽ trên nước, có người giận á như chữ vẽ trên cát, có người giận như chữ vẽ trên đá. Người mà giận như chữ vẽ trên nước á, ta nói xong rồi á, cái tâm người ta chữ không bao giờ nó lưu, nước không bao giờ lưu chữ. Cho nên có những người cái tâm họ nó thoải mái, có nhiều lãi ta nói rồi thôi. Và có những người ta còn lưu được 1-2 ngày, cũng giống như vẽ trên cát vậy, nhưng mà hãy cơn nước vô thì cát nó xóa. Nhưng mà có những người giận xong rồi hiềm hận ghi trong lòng, giống như viết chữ viết trên đá, không bao giờ lâu ngày mà thậm chí rất là khó phó phai. Có những người sau một cái giận đó rồi là hận thù, hiềm hận giống như chữ viết trên đá vậy. Còn cái chuyện giận thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta tập làm sao mà giận như chữ viết trên nước. Mà tốt hơn hết á, là đừng viết chữ gì hết, phải không? Tại vì chữ gì mà viết ra rồi, dù nó không lưu ở mặt nước, nhưng mà nó lưu ở đâu? Lưu ở tâm người. Mà tâm cái người nào bị mình nói một câu đó rồi, họ để trong lòng rồi á, thì họ khó phai nhạt với mình. Và cái tình cảm bắt đầu phai nhạt, mà giận hờn bắt đầu tô đậm, phải không? Thành ra ở đời vậy á, hễ cái này mà nó giảm thì cái kia nó tăng. Cho nên thưa đại chúng là mỗi cái nhìn phải thấy được pháp thân. Mình nhìn như thế nào để mình thấy Phật pháp hết, ai cũng dễ thương hết á. Như hồi nãy vậy đó, ngày Xá Lợi Phất dạy mình đó là cái nhìn của pháp thân đó. Người nào mà nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thôi thương hành động, đừng quan tâm lời nói. Người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thương cái hành động. Người nào hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, để ý tới lời nói.
Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm còn chút thương, thương chút đó đi. Mà người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn chút gì để thương hết, phải thương dữ dội nữa. Tại người như vậy rất đau khổ. Người đó đang đi vào con đường nguy hiểm cực kỳ. Mà Ngài là Xá Lợi Phất ví dụ, một người xa làng quê rồi, phía trước không biết đi đâu, tự thân đói khát, khổ sở, hoảng hốt vô cùng. Lúc đó có một người nào tới, yên tâm, tôi biết đường, tôi dẫn anh ra, yên tâm vô cùng. Cũng như vậy, một con người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm không còn một chút gì dễ thương hết, thì người đó khổ lắm. Không có một chút gì tươi mát hết. Mà mình không thương người đó nữa thì ai thương? Mà một người ngược lại, một người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh tị với người đó thì mình lỗ lã vô cùng. Tại vì mình phải gần với người đó để mình học hỏi với người đó. Mà Ngài Xá Lợi Phất ví dụ, một người xuống hồ tắm nước khoan khoái, thoải mái, mình phải nên gần những người tươi mát như vậy để mình lây cái tươi mát của họ. Bữa nào mà trong tâm mình rầu sầu, nhịn nét mình nó không có tươi. Mà chỉ nào bữa nào mà vui coi, là tự nhiên tự ngồi đâu cũng muốn hát đó. Bình thường mà nó tôi gặp mặt nó cái tôi muốn chửi nó. Nhưng mà bữa nào mình vui coi, ngồi đâu nghiêu ngao mấy câu, mặc dù mình hát những bài buồn, anh ơi lâu đài tình ái đó, nhưng mà người ta biết mình đang happy lắm. Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Sáu trần là mọi những cái đối tượng của sáu căn. Con mắt thì phải có sắc tướng, lỗ tai phải có tiếng, mũi phải có mùi, lưỡi phải có vị. Ngày nào mình cũng tiếp xúc như vậy. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tiếp xúc mà không khổ lụy, biết cái gì cần tiếp xúc để cho tâm mình được an lạc. Thí dụ mình nhìn hình Phật, ai mà nói trời tôi nhìn Phật tôi bực ghê vậy đó, đâu có ai nói gì đâu. Không, ai đang bực nhìn Phật cái tự nhiên lắng lòng. Cho nên mình nếu mình biết nhìn cái đẹp thì tự nhiên tâm mình nó yên. Con lần trong một cái khóa tu, con cái em đó, nó tới nó cứ mắng vốn nó hoài hoài, mà kêu nó chơi với đứa nào nó cũng thích đó, tại vì nó ai nó cũng bực bội hết. Phó Hòa mới nói tại sao người ta có nhiều cái đẹp của con không thấy, con cứ thấy cái xấu không vậy? Không, mà nhiều khi mình phải thấy rằng, tự mình nói với mình nè, khi mình nhìn một người mà mình thấy họ hoàn toàn điểm xấu không, phải tự nói với mình, thế là mình thiếu phước. Thiếu cái phước để nhìn người khác đẹp, toàn là thấy cái xấu của họ không, là mình mất cái phước. Cái phước, cái thần thông con mắt mình mất. Con người mình có thần thông ở mắt, nhìn cái nó đẹp. Rồi nhìn sao mà giờ thấy cái gì cũng bực hết là mình biết rồi đó. Thần thông mình bắt đầu giảm rồi đó. Thấy không? Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là những cái tật của mình, để cho vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Thì thưa đại chúng, đó quý vị thấy những cái câu kinh như vậy đâu có cái gì gọi là mê tín, mà từng câu từng chữ đều là những phương pháp thực tập cho mình hết. Ngay cả quý vị niệm một danh hiệu Phật cũng là một pháp để quý vị tu. Ví dụ một lát nữa quý vị ra phía sau quý vị cúng linh, trong đó có một câu niệm Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Trai tức là những món ăn, Mỹ là đẹp, hương là thơm. Thế thì mình cúng cho vong linh, mình cũng cầu nguyện cho tất cả chư hương linh thọ hưởng cái sắc, cái hương, cái vị này một cách trọn vẹn. Thì cũng như thế, chúng ta phải ăn như thế nào để ngày nào chúng ta cũng có Mỹ Hương Trai hết. Đó, như vậy thì mỗi danh hiệu Bồ Tát là một pháp nhắc nhở mình tu. Ví dụ như cái câu Nam Mô Gia Trì Lực Bồ Tát, khi mà người mình cúng nước rồi mình gia trì. Gia trì là gì? Tức là mình đem tâm mình chú nguyện vô đó, có nó có cái lực ở trong đó. Cũng như thế, mình đến với ai, mình hãy đưa cái tâm lực của mình vô đó. Mình nấu cơm cho con, hãy nấu bằng tâm lực của thương yêu. Mình chăm sóc bệnh nhân, hãy chăm sóc bằng tâm lực của thương yêu. Rồi bới cơm cho người ta ăn, mà để cái chén xuống cái rầm, dằn cái nắp, cái đó cũng lực đó phải không? Nhưng mà lực gì phải không? Đang bực lực. Còn cái lực mình đem cái chén xuống, người ta cảm nhận được. Cho nên đó, quý vị xin lỗi là
Mình đi vô nhà hàng Tàu và vô nhà hàng Tây, hai cái service nó khác hết à. Họ để cái chén súp xuống, họ quăng cái muỗng, bóp 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 vậy. Theo quan niệm của họ là bóp bóp vậy là good á. À, còn đến với người đến vô nhà hàng Tây, nhà hàng Mỹ là nó service mình nhẹ nhàng. À, thí dụ vậy đó. Cho nên á, mỗi một cái nhìn của chúng ta thông cảm được thì cái nhìn của pháp thân. Đừng có expect là người ta phải như thế nào và mình cảm thông mình đang ở quốc độ nào. Như ngày hôm qua có mấy người Mỹ họ tới uống trà, thì trong đó có một người Tàu thì họ rót trà cho họ, cái lấy cái tay vỗ vỗ vậy nè. Thì theo cái lệ người Hoa mà, ai rót trà cho mình là mình vỗ vỗ vậy nè. Họ mới say qua hỏi Pháp Hòa chứ, thầy có biết ý nghĩa tại sao mà người Hoa mà mỗi lần ai rót trà họ họ nhấp nhấp vậy không? Quý vị có biết không? Quý vị có biết tại sao không? Cảm ơn. Nhưng mà nó có cái tích. Ngày xưa có một ông vua, ổng muốn khám xét dân tình, coi coi đời sống dân sao, cho nên ổng mới đổi áo với một cái người lính của ổng. Ổng mới đổi cái áo với người lính. Thì đổi áo người lính thì mặc dù đổi áo nhưng mà ổng vẫn là vua, nhưng mà bước vô cái nhà hàng thì ổng phải thực hiện cái chức năng của ổng là một người lính, cho nên ổng đứng dậy ổng rót trà cho cái người hầu. Trời ơi, cái anh này anh ấy hoàng thượng đang rót trà cho mình mà chỉ có mình biết thôi chứ ai biết đâu, mà giờ mình không biết làm sao nó. Dạ bẩm hoàng thượng, con cảm ơn hoàng thượng. Ảnh run qua lấy cái tay ảnh xá xá gì, nghĩa là tôi có ý muốn chào hoàng thượng, tôi cảm ơn hoàng thượng, nhưng mà nếu tôi nói cảm ơn hoàng thượng là bể mánh hết á, cho nên tôi làm đưa cái tay xuống vậy. Và từ đó cái lệ là ai rót trà cho mình cảm ơn, thay vì mình cúi đầu mình cảm ơn mình lấy cái tay mình vỗ vỗ về để mình cảm ơn. Và mình khi mà mình coi giống như trong những cái biện tài đó, mình có được cái từ vô ngại thì mình đi tới quốc độ nào, vùng nào, người ta dùng từ mình cũng không có buồn hết, tại vì mình hiểu. Cũng giống như hôm rồi có cô Phật tử nào quên là cô o đó, o lên o làm cho cô hỏi, ủa trái vả đâu mà o có vậy? Vả không hết à, mụ dâu mang qua. Người Huế thì gọi những người nữ là mụ, mà người nam mà kêu mụ là nặng lắm à. Mà nếu mà người Huế mà quý vị gặp cho chào mụ, mụ đi mua rứa là thích lắm. Đó là từ vô ngại. Mình biết được những cái từ ngữ của mỗi nơi mình dùng. Thì thôi thì hôm nay qua một hai buổi ha, kỳ trời chúng ta học nửa bài sám này, hôm nay chúng ta học một cái đoạn cuối. Và xin nhắc lại với đại chúng là mỗi khi chúng ta tụng kinh không phải là cho Đức Phật nghe, mà cơ hội để chúng ta quán chiếu lại từng lời từng chữ để làm tấm gương soi chiếu cho cái hành động lời nói và ý nghĩa của mình, sống như thế nào để chúng ta có trách nhiệm. Như thế là mục đích của Phật tử đi chùa học Phật. Xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị cuối tuần được ăn vui. Rồi bây giờ nghe tiếng khánh, đại chúng xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy.